Bồn đọc là xa sang vị trí ni dạ cả thà à cả tàu về bà sang na năng à kẹng to mang vị trí nạ tăng à kê bồ thế bà sang na năng trạ cả này dê anodare à kê to mê bà sang na năng vì riêng cụ bạc sạ mê sọ khê ạ kê sọng khê bạc sang nà năng bọn nhà khai tê ạ nô tà rê ạ kê smăng tiên năng tẹ tẹ tăng ạ kèng bọn nhàng bà vò chà tê ạ kèng ạ dụ chạ văn nào chạ dạ sao kàn tê sọ kháng bà lèng ạ kê sa tia ta mê thư vi a kẹ thọ mẹ sa ma hê tao tê vơ phu tao manu sao vi a kẹ pa tao pa mau toàn tê nạp tuần ích xâm sát nạ xâm án nơ sư tuần mẹ nọ sang yết tân ích cài mà hà vỡ rẹ vẹ ê ca đẹ sạ mẹ phía xàm sạp rộng buôn tùm bồ tì bạch sạp bì sạch cả đây rì rì nâng sạch cả đây sao mà nọ có cát lãng đọ yên khuyông bà ong nông vì liên lục nói kết thả rẽ nó miên bạp hiệu rộng mơ dương trang lại nơi khốn nông tì chết hỏi mùi rồi sai sắp nông bờ mò bật bạp đó châm ra mùi tiết nhược trong bạp lứ nông nâng thả bạp miên bạp hiệu nâng đại chánh chá đàn cao xóm từ can chá rắc khốn nông krong sao và thầy khốn nông vì liên á sẽ đầy rì rì nâng sẽ đầy sau mà nó có cả lãng đo nhóm đó nông vi liên lục đói kết tha bệnh miên bệnh phía rốt bỏ dương tương lai nâu nâng nâu nông tì chết bỏ phân bệnh đó dùm ra mùi tiết dương nhóm bệnh bàn lưu đâm nâng thả bệnh đâm miên bệnh phía trong cung nông vật chế đập bọn rộng bọn ảnh nát thạp bản thạc sẽ thấy dịch cổ nông xa vật thay nông vị điện ná sẽ cắt đầy rị 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 tràn nâng sẽ cắt đầy sau mà nó tràn có cắt lãng đo dịch nhóm rõng nông vị điện lúc đòi kết tha bệnh đọc biên bệnh phía rộng bọn hiên tiền lai nơi nông tỷ chết mười rồi sai sắc nông vậy ព្រះអង្គត្រាស់ថាមនាលនីជាងឈើទាំងឡាយព្រោះហេតុនោះក្នុងលោកនេះការនៅគ្រប់គ្រងផ្ទះជាទីចង្អៀតជាផ្លូវហូមកនៃធូលីមានតែពុទ្ធជាទើបមានឱកាសទូលាយមនាលនីជាងឈើទាំងឡាយគួរអ្នកទាំងឡាយកុំប្រមាទទំព័រទី 83ខណ្ឌ169សេចក្តីចង្អៀតដតីដែលចង្អៀតដោយវិសេសផងដែលពោលថាចង្អៀតដោយវិសេសផងជាងសេចក្តីចង្អៀតនោះរបស់យើងខ្ញុំព្រះអង្គមានដោយពិតមនាលនីជាងឈើទាំងឡាយចុះសេចក្តីចង្អៀតដតីដែលចង្អៀតដោយវិសេសផង đại bồ tha chứng yên đòi bị xếp phong chiên chứng yên sẽ đây chứng yên nụ bộ bỏ nhẹ chẳng lai tạo được vấn đề và bì mở rồi hạ sập khăn đi mở rồi hạ sập mò bên phía ông đòi chứng ra nông ti ni ba phía bàn bà xê nà tị cổ sọ là bà thân nâng miên bà thân nâng sẽ đại chênh
tới can ti xiên khnông ca na dương khnhom prang co riep chom đó pro sa tiang la nai prea khay prea ti neang rop bo prea bat sen ti co sal hai riep prea ma hai say tiang la nai chi ti sal lang chi ti cop prea ha ra tei nei prea bat sen ti co sal oi ong kui khang mu mne ông quy thẳng cao ý khăn ông tín lục bó bật bà ông đó châm rán ai khăn miên sạp hiệp đủ chân này rộp bó niêng tàng nục ảnh riêng đôi chia tu miên khăn đa kê bạc lang liêm nhàng ná ai khăn đây bụ bà riêng cho cả nhà đa sát xa đôi khăn có đủ chân nục ảnh បរិបាយសពួរបបិនព្រះអង្គដល់ចម្រើនឯកាយរសំភោះមានសភាពដូចនេះរបស់នាងទាំងនោះឯងប្រៀបដូចជាសំលៃកោនិងសំលៃកបាស់យ៉ាងណាកាយសំភោះរបស់ពួកព្រះរាជកញ្ញាដែលប្រកបដោយសេចក្តីសុខក៏ដូចនោះឯងបបិនព្រះអង្គដល់ចម្រើនសម័យនោះឯងខ្ញុំ dương khi ông bà ông trâu rẽ xa đồng rây đồ bà xa phong trâu rẽ xa niêng tàng nụ phong trâu rẽ xa khuôn phong mùa rơi hàm mùi bà 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 ông nói châm rả dương khi ông bà ông mình hiên nhàng chết ác rõ ôi cạc lao trong cú niêng tàng nụ lòi bà 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 ông nói châm rả ní ai chia sẽ kể đây chân yên đặt tí đại chân yên đòi vi xe phong đại phu thả chân yết đòi vì sẽ phong chiêm chân yết sẽ đây chân yết nổ mười rồi hai sập pì mà niên niên chiêm chư chẳng lại rú hai nổ nông lục ni cả nơi cột cột tia chi ti chân yết chia lâu hô một ni thủ ly miền đại phu bị chia tơ miền ở cả thủ ly mà niên niên chiêm chư chẳng lại cu nẹ chẳng lại công phạm mười hai sợi mày mình nêu chiêng chơi tương lai ở đây xa vẹt nè đó nó sau ta hơi bao cọp đôi thua buồn nhạt miến sáp hiệp mình ban lẽ cho nông ở bài giữa bà cô tiên miến kể ra gia ta đang bật bật từ nông khác một bỏ đi phải sắp làm gặp đôi thua buồn nhang ta đôi bên này mình nia nia chiêng chờ chẳng lai ở đây sao vậy nông sát na ni gặp đôi sẽ đây chia thà mình cầm ra nông praput thả ra đo miên prapi ông lúc về trong chia kru này tây bắc đa năng manu chẳng lai trong tra đằng nơi ở đây sẽ chạm buồn trong chạm chào nơi trai phục lên vừa trở lọc một cả tiền nông thua nông bệt sống miền chất bà chạm mân tử cư dịch đầy cầm nành nơi cụm cụm tia chia nẹ miền tiên lẹ mong dự là hỏi miền đầy điên giãn hỏi chia nẹ trê o nông ca lẹ mong cu đo ca sống trê o nông ca chạy rùm lệ nâu tiền mà nế nế chiêng chơi tương lai ở đây sao vẹn nè đó nơi sau ta hỏi pro cọp đôi thua buồn nhạc nỉ miền xa phiếp mân ban thẻ cho nông ở bài chia một cổ tiếng miền kệ ria trả đấng bật tới nông khẳng mục mùi rối hà sập buồn mà nia nia niên chiêng tiếng lại chiêng tiếng lại mà nia nia chiêng chơi tiếng lại nè tiếng lại cho pro cọp đôi sẽ đầy trẻ lá mẹ miền nẹt cầm ra khnông praput thả bẹ đom miền prapi ông nục bể trong chia kru này tây bắc đa nông manu chẳng lai trong trả đắng nơi ariya sạch chạ trong chạ chào nơi trái phục lên bờ lọc một cao tiệt khnông bẹ thọ khnông bẹ sòng bò đi bảy sáu mươi tây thọ na bận tịch bận tuổi khôn trơ cô tây thọ đang ở nụ
ទីយធោះតិចក្តីច្រើនក្តីមិនបានចែករំលែកមកចែករំលែកព្រះថាអ្នកពួកអ្នកមានសិលមានធម៌ល្អកាលបើបានទីយធោះទីយធោះតិចក្តីច្រើនក្តីមិនបានចែកឲ្យដាច់មុខថារបស់នេះសម្រាប់អញរបស់នេះសម្រាប់ភិក្ខុទាំងឡាយយ៉ាងឡើយក្នុងអត្ថកថា នាយជាងឈើទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយសម្គាល់នៅដំណើរនោះដូចម្តេចក្នុងដែនក៏សល់មានមនុស្សចំនួនប្រមាណស្មើស្មើគ្នានឹងអ្នកទាំងឡាយដោយការចែកលែកឲ្យទានដោយទានបព្វព្រះអង្គដ៏ចម្រើននេះជាលៀបរបស់យើងខ្ញុំព្រះអង្គបព្វព្រះអង្គដ៏ចម្រើន អត្តភាពជាមនុស្សនេះយើងខ្ញុំព្រះអង្គបានដោយល្អហើយព្រោះថាព្រះនិមានប្រភេទជ្រាបច្បាស់នៅហេតុយ៉ាងនេះរបស់យើងខ្ញុំ155ខ្ញុំបានស្ដាប់មកយ៉ាងនេះសម័យមួយព្រះនិមានប្រភេទទ្រង់ពុទ្ធដំណើរទៅកាន់ចរិតក្នុងដែនកុសលជាមួយនឹងភិក្ខុសង្ឃជាច្រើនអង្គ បានធ្វើដល់នៅទៅដល់ស្រុកជាទីនៃព្រាហ្មណ៍ឈ្មោះវេលនទ្វាក្នុងដែនកសល់ទំព័រទី86ខណ្ឌ156មនាព្រាហ្មណ៍នឹងកហបតីអ្នកនៅក្នុងវេលនទ្វាក្រាមបានឮដំណឹងហើយក៏ប្រកាសប្រាប់គ្នាថាណែអ្នកទាំងឡាយចំដល់ចម្រើនឮថាព្រះសាមណគោនំជាសក្យបុត្រចេញចាកសក្យត្រកូលទ្រង់ព្រះភ្នួសឥឡូវនេះទ្រង់ស្ដាយទៅកាន់ចរិតក្នុងដែនកុសលជាមួយនឹងភិក្ខុសង្ឃច្រើនអង្គបានដល់នៅវេលនទ្វាក្រាមហើយ ឯកកេតសັບដោះពីរោះរបស់ព្រះគោតមដល់ចម្រើនឮខ្យល់ខ្ចាយសុសសាយទៅយ៉ាងនេះថាព្រះដ៏មានព្រះភិសអង្គនោះជាអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់បរិបូរដោយវិជ្ជានិងចរណៈទ្រង់មានដំណើរល្អយាងទៅកាន់ព្រះនិព្វានទ្រង់ជ្រាបច្បាស់នៅត្រៃលោកទ្រង់សប្រសើរជាងសិលាទី របស់គោណាមួយឲ្យស្មើគ្មានទ្រង់ទូមាននៅបរោះដោយជានាយសារថីទ្រង់ជាគ្រូនៃទេវតានិងមនុស្សទាំងឡាយទ្រង់ត្រាស់ដឹងនៅអរិយសច្ចៈ4ទ្រង់ខ្ជាចោលនៅត្រៃភពលែងពលត្រឡប់មកកើតទៀតព្រះអង្គបានធ្វើឲ្យជាច្បាស់បានត្រាស់ដឹងដោយប្រាជ្ញាដ៏ឧត្តមដោយខ្លួនឯងនៅលោកនេះ ព្រមទាំងទេវលោកមនុស្សលោកព្រហ្មលោកទាំងពពួកសត្វព្រមទាំងសាមណៈនិងព្រាហ្មណ៍ទាំងមនុស្សជាសម្មតិទេពនិងមនុស្សដ៏សេះព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងធម៌ពីបតាមបតាដានិងបតចុងចំពោះ88ទ្រង់ប្រកាសនៅព្រហ្មចរិយធម៌ព្រមទាំងអត្ថៈ ព្រមទាំងជួយជាអ្នកដល់ពេញបរិបូរសុទ្ធទាំងអស់បរិសុទ្ធទាំងអស់ក៏ការដែលបានឃើញនៅព្រះអរហន្តទាំងឡាយមានសភាពដូចនេះជាការប្រពៃបិណាស់157គ្រានោះពួកព្រាហ្មណ៍និងកហបតីអ្នកនៅក្នុងវេលបទ្វាក្រាមចូលទៅគាល់ព្រះនាមរាភិយលុះចូលទៅដល់ហើយពួកនោះក៏ក្រាបបង្គំ ព្រះមានប្រភាហើយអង្គុយក្នុងទីដ៏សំគួរពួកខ្លះក៏ពោលរយៈជាមួយនឹងព្រះដ៏មានប្រភាលោកបញ្ចប់ពាក្យដែរគួរយៈនិងពាក្យដែរគួររលឹកហើយក៏អង្គុយក្នុងទីដ៏សំគួរពួកខ្លះអង្គុយក្នុងទីដ៏សំគួរប្រណមអញ្ជលីឈ្មោះទៅរកព្រះដ៏មានប្រភាពួកខ្លះអង្គុយក្នុងទីដ៏សំគួរប្រកាសនិងនាមនិងគោល ក្នុងសំណាក់ព្រះអង្គមានព្រះភាពពួកខ្លះនៅស្ងៀមអង្គុយក្នុងទីសំគូលោកព្រាហ្មណ៍និងកហបតីអ្នកនៅក្នុង
về là chuyện kềm chẳng nổ ông quỳ nông ti xóm cụ hỏi có cả ông công tu bà mẹ bà chân này thả mùi rồi hà sắp rộng bày bò bất bà cô đọc nó châm ra dễ nhóm bà ông miền bóng nông nhàng đi miền sạch đây bình chất nhàng đi miền sạch đây bà thân à nhàng đi miền sạch đây chẳng yếp đòi côn nơi cổ cổ tì đệch mở rồi tâm phò thì mở rồi bán nâu khlâm chăn nông đàn ca sấy trô trung nâu ca cầm rong cường khó ốp nâng cường liệt trêch o trong phương miên nông pra lúc bay thê riêng cài bật tỏa ông phê sẽ đầy sạp thơ khóc bấy bán thơ ca nông sô cơ tệ xua tê mô lô khnhóm dương khnhóm bỏ ông miên sẽ đầy chăng yết tạc côn cục krong tì đầy nơi cổ cổng tì đẹp bầy có bầy bàn nơi tư cao trong sổ cổ tệ tiêu của lộn dạng nà xôm bà cổ nông đó chung đang xâm đại thua dạng nụ đó dương khyom bà ông dạng nụ đá miên bông nông dạng nì miên sẽ cái đây bình chất dạng nì miên sẽ cái đây bà thân à dạng nì mùi rồi hà tập trung của ព្រះព្រៀមនឹងកហបតីតថាគុណនឹងសម្ដែងនៅអតោបនីយិកធម្មបោះយាយបោះយាយធัวដែលបុគ្គលគប់បងអោនចូលទៅក្នុងខ្លួនដោះអ្នកទាំងឡាយចូលអ្នកទាំងឡាយយកចិត្តទុកដាក់ប្រុងចាំស្ដាប់នៅដោយប្រពៃនៅធម៌នោះចុះតថាគុណនឹងសម្ដែងពួកព្រៀម đăng khá bật đầy nơi khốn nông về lọ chú vi kriêm tiền nụ. Tổ chúa sẽ đạp bệnh bốn đề ca, bệnh đồng miên bảo vệ thả bệnh cạp nà bảo ổng. Bệnh miên đồng miên bảo vệ trông trá được nè thả, trông bố tì cao sập. Mô rối học sập. Mà nếu kriêm đăng khá bật đầy tiền lai cho hạ tô bạc ni dị cạ thoa mẹ bỏ dài ta mạng đầy. មនាលព្រៀមនឹងកហបតីទាំងឡាយអរិយសាវកក្នុងសាសនានេះតែពិចារណាដូចនេះថាអាត្មាអញចង់រស់មិនចង់ស្លាប់ស្រឡាញ់សុខស្អប់ទុកបើបុគ្គលណាមិនដាច់បងជីវិតមកផ្ដាច់បងជីវិតអាត្មាអញតែចង់រស់ mình chọn sạp cho lạnh sọc sọc tục ông bơ nụ mình chia ti trở lạnh mình chia ti qua chất ở bỏ Atma anh lời rõ sân ba Atma anh bất nạch bong chi vật bộ cô nọ tí đã chọn ruột mình chọn sạp cho lạnh sọc sọc tục quỳnh ông bơ nụ có mình chia ti trở lạnh mình chia ti qua chất ở bỏ bộ cô nọ tí đại thỏa na đại mình chia ti sơ lanh mình chia ti góp chất robot mà anh thua ngủ có mình chia ti sơ lanh mình chia ti góp chất robot mà cô là tỷ đại thua na mình chia ti sơ lanh mình chia ti góp chất robot Atma anh hỏi Atma anh có bây nhang mà cô là tỷ ơi đó có nói thua ngủ ta đột đại cáo lũ Arayasa vẹt lũ Charana đôi chân hỏi có việc chạy cả xâm lạp sát nơi khuôn anh phóng bỏ bùa nẹ đất tế ai vì nâu cả xâm lạp sát phóng xó xa cun nây ca việc chạy cả xâm lạp sát phóng ní chia cái xâm ma chạy cả vô bật lọ nội cài miên bò đi xuân bày trong này rô bò ạ rây xa mẹ nụp gia nị ảnh trong bộ thì cao sập mùi mùi rồi học sập mùi nếu priêm nâng hạp ở đây chẳng lại mùi tiết ở đây xa vẹn tại vì cha ra nà đôi chân này thả một cô nà căn dọc nơi khổ vật thụ đài là thầm mà anh một bàn hỏi bố cứ lùi dọc vật thụ đó bó thầm mà anh ông bơ nụ mân mên chi tì ra lành mình men chỉ ti gọp chất ở bó Atma anh lợi rõ sân ba Atma anh can dọc thụ đai bộ cô đó tây mình ban ai bố cứ lùi dọc vật thụ rõ bó bộ cô đó tây vĩnh
ông bơ nô có mân chia ti thật lạnh mân chia ti có chất hô bóng bóng cô đó tỷ đại thỏ là mân chia ti thật lạnh mân chia ti có chất hô bóng 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 anh thỏ nô có mân chia ti thật lạnh mân chia ti có chất robot bậc cô nó tị đại thọ na mình chỉ tì ra lành mình chỉ tì quẹp chơi robot thọ anh hỏi à thưa anh có bị nhang bậc cô nó tị hỏi pro quẹp nói ông pư nu đôi mà lại cả lu araya sa mẹ nu bị cha ra na đôi chơi hỏi có vi cha ca can do vật thụ đại kỳ mình bàn hỏi đôi luôn anh phong bỏ mua bậc cô nó tị hỏi vi cha cả căn do vật thụ đại kỳ mật bản hỏi phật do sa quân này kệ đi ra vi cha cả căn do pro vật thụ đại kỳ mật bản hỏi phật ni chia cái samaja miền bờ đi sốt bay chậm này robot araya sa vẹo nụ dạng này tu po thì cảm sự phi khăn vừa rồi học sự phi เนปรียมนังกหปนัยทั้งหลายมวยเตียนอริยสาวกทั้งพิจารณาด้วยฉะนั้นทางบุคคลนาดอลนึกการประพฤติละเมอក្នុងប្រពន្ធរបស់អាត្មាអញអំពើនោះມັນជាទីស្រឡាញ់ມັນជាទីគាប់ចិត្តរបស់អាត្មាអញឡើយប្រសិនបើអាត្មាអញគប់បីដល់នៅការប្រព្រឹត្តល្មើសក្នុងប្រពន្ធរបស់បុគ្គលដទៃវិញ អំពើនោះក៏មិនជាទីស្រឡាញ់មិនជាទីគាប់ចិត្តរបស់បុគ្គលដទៃដែរធម្មណាដែរមិនជាទីស្រឡាញ់មិនជាទីគាប់ចិត្តរបស់អាត្មាអញធម៌នោះក៏មិនជាទីស្រឡាញ់មិនជាទីគាប់ចិត្តរបស់បុគ្គលដទៃដែរធម្មណាមិនជាទីស្រឡាញ់មិនជាទីគាប់ចិត្តរបស់អាត្មាអញហើយអាត្មាអញក៏បីញ៉ាំងបុគ្គលដទៃឲ្យប្រោះ កបដោយអំពើនោះដោយបណិការនោះអរិយសាវៈនោះចាណាដូចនេះហើយក៏មានចាកការប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមដោយខ្លួនឯងផងបបួលបុគ្គលដតីឲ្យវាចាកប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមផងសរសើរគុណកិរិយាវាចាកប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមផងនេះជាកាយសម្មាចារមាន บริสุทธิ์ใบจำนายรบอริยสาวกยาสุขไอ้ตุขะปาตาจันดาตุขะปิยะปาตาจันดาปิยะสาวกะปาตาจันดิสาวกะหอนตุสาเปปาเนนา